Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự phiền toái. Phiền toái có nghĩa là gì? Một người đáng ghét hoặc gây phiền nhiễu, điều kiện thực hành, vân vân. Một cuộc họp hàng tháng gây nhiều phiền toái hơn là niềm vui. Một cái gì đó gây khó chịu hoặc gây phiền nhiễu cho các cá nhân hoặc cộng đồng, đặc biệt là vi phạm các quyền hợp pháp của họ. Một ví dụ về một phiền toái là gì? Một phiền toái riêng tư là sự can thiệp vào việc hưởng thụ và sử dụng đất của một người. Ví dụ về những phiền toái cản trở sự thoải mái, tiện lợi hoặc sức khỏe của người cư ngụ là mùi hôi, khí độc, khói, bụi, tiếng ồn lớn, ánh sáng quá mức hoặc nhiệt độ cao. Luật phiền toái là gì? Một phiền toái riêng tư là một sai lầm dân sự. Đó là việc sử dụng bất hợp pháp, không chính đáng hoặc sử dụng bất hợp pháp tài sản của một người theo cách can thiệp đáng kể vào việc hưởng thụ hoặc sử dụng tài sản của một cá nhân khác mà không có sự xâm phạm thực tế hoặc xâm phạm vật lý vào đất. Làm thế nào để bạn sử dụng phiền toái? Gây ra phiền toái trong khi trong hoặc xung quanh tòa nhà. Tôi đang đưa ra những bài học phiền toái tại một cửa hàng tiện lợi. Bọ chét chó là một mối phiền toái lớn và vấn đề sẽ chỉ phát triển từ khi bạn nỗ lực phối hợp để loại bỏ chúng khỏi vật nuôi của bạn. Phiền toái có nghĩa là gì? Phiền toái hấp dẫn hoặc thuyết áp dụng đối với lập pháp luật của một khu vực pháp lý. Nó nói rằng một chủ đất có thể để tổ chức chịu trách nhiệm về tai nạn cho trẻ em xâm phạm vào đất nếu chấn thương được gây ra bởi một đối tượng trên đất, đó là khả năng thu hút trẻ em. Điều nào sau đây là một biện pháp có thể cho một phiền toái? Có 3 biện pháp khắc phục có thể mà một bị cáo bị phát hiện đã gây ra phiền toái: lận, thiệt hại và giảm bớt. Chấn thương là phương thuốc chính bao gồm lận dừng hoạt động gây phiền toái. Tội phạm phiền toái là gì? Một phiền toái công cộng là một tội phạm sai, một hành động một hoặc thiếu sót gây cản trở, thiệt hại hoặc bất tiện các quyền của cộng đồng, gây ra sự phiền toái công cộng. Một chung phiền toái hoặc một công phiền toái sẽ bị trừng phạt như một tội tiểu hình theo luật pháp chung. Làm thế nào tôi ngừng một phiền toái? Lời khuyên: thứ nhất, không biết bạn có phiền không? Hỏi một người mà bạn tin tưởng, người sẽ có khả năng đưa ra một câu trả lời trung thực và mang tính xây dựng. Thứ hai, kiểm soát giọng điệu của bạn. Đừng la hét hay la hét với ai đó hoặc cố gắng nói to hơn có thể. Thứ ba, nhắc nhở bạn bè và người yêu rằng họ có thể gọi bạn ra về lỗi của bạn. Có phải phiền toái là một từ xấu không? Phiền toái là một ví dụ điển hình của một từ đã mang một ý nghĩa yếu. Vào đầu thế kỷ thứ 19, sự phiền toái bắt đầu được sử dụng đáng kể để chỉ những người hay những thứ đáng ghét hơn là gây thương tích, và ý nghĩa đó đã trở thành phổ biến. Điều gì được coi là một phiền toái hấp dẫn? Một phiền toái hấp dẫn là bất cứ điều gì có thể thu hút sự quan tâm của một đứa trẻ và thu hút đứa trẻ xâm phạm đất đai để điều tra đối tượng đang thu hút chúng. Một phiền toái hấp dẫn thường coi là một điều kiện của tài sản, không phải là một tự nhiên. Một ví dụ phiền toái là gì? Một ví dụ những phiền toái riêng tư là rung động, ô nhiễm dòng suối hoặc đất, khói, mùi hôi, ánh sáng quá mức và tiếng ồn ào lớn. Các vụ kiện phiền toái riêng tư thường phát sinh bởi những người hàng xóm với một chủ sở hữu tài sản bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hành vi của người hàng xóm của mình. Một ngôi nhà phiền toái là gì? Một phiền toái xảy ra khi một tham gia chủ đất trong một hoạt động nào đáng kể
để việc sử dụng hoặc hưởng thụ của người khác sở hữu hoặc có ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn, phúc lộc hoặc thoải mái của công chúng. Phiền toái là gì? Phiền toái là một hành động, điều kiện, sự việc hoặc người gây ra rắc rối. Phiền toái hoặc bất tiện, luật sử dụng tài sản của một người nguy hiểm hoặc phiền toái cho việc khác hoặc gây cản trở cho những người khác sử dụng hoặc hưởng thụ tài sản của chính họ, và đó là đối tượng của vụ kiện dân sự. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.